Qua cái công nhân đó mà ngày hôm nay vẫn như đêm cử chúng ta
vẫn còn cầu nguyện cho người chúng ta để chúng ta chu toàn cái bổ phận của mình một cách tốt đẹp trong đời sống của mình, để mà tránh đi những cái lầm lỗi, những cái thiếu sót mà các đấng bậc bề trên của mình đã từng hơn một lần đã vi phạm, đã nỗ lực với Chúa, với anh em và em bạn thân. Nhiều khi chỉ vì là yêu thương chúng ta, chỉ vì là muốn cho chúng ta tự hành, muốn cho con cái của mình được những cái này, được nhiều khiến kia, mà các đà đã yêu cái bộ mặt với Chúa, với anh em và em bạn thân. Giờ đây các ngài đang ở trong luyện ngục thật, và các ngài cũng hãy nhắm lên một lời là xin hãy nhớ đến chúng tôi, xin hãy nhớ đến chúng tôi đang còn ở trong luyện ngục. Thì một cái hành động cụ thể ở trong của người chúng ta, ở nơi người chúng ta, đó là chúng ta hãy dành cho các ngài một cái cử chỉ, một cái việc làm rất là cụ thể mà giáo hội mời gọi chúng ta trong suốt cả tháng 11 này để cầu nguyện cho các linh hồn, là tháng các linh hồn. Vì thế chúng ta hãy cố gắng sắp xếp để tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta dâng những hy sinh, những cử chỉ bác ái để dành cho các ngài. Rồi hiện nay người chúng ta đến đây với cái nỗi nhớ, thì bên cạnh đó thì trong cái niềm hy vọng hoa hồng ở nơi Giêsu Kitô, qua cái bài đọc chúng ta thấy một cái niềm hy vọng mở ra cho tất cả mọi người, cho tất cả những ai tin vào với một cái lời cầu xin đó của ngài với Chúa Cha. Lạy Cha, con cũng rằng con ở đâu thì kể Cha ban cho con cũng ở đây với con này. Nhưng các thánh cũng đang đứng, chúng ta các ngài giờ đây đang ở, là đang hiện diện trong vinh quang với Chúa, thì Chúa Giêsu hằng mong đợi, hằng cầu xin Chúa Cha là những kẻ ngài ban cho các cũng ở đây với ngài trong vinh quang. Mà cái điều này Thiên Chúa đã dành cho tất cả những ai tin vào ngài. Những người tin vào ngài đó là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã tin vào ngài, đã đi vào trong cái con đường của ngài, đã hằng là cố gắng mỗi ngày trong mỗi phút giây để hoàn thiện cái con người của mình trong cái bổ phận và trách nhiệm của mình trong cuộc đời của Kitô tư hữu. Thế thì niềm hy vọng đã được mở ra để cho tất cả mọi người chúng ta hướng về Chúa, là đấng yêu thương chúng ta, đấng mà chúng ta tin vào ngài dù con chết đi nữa cũng được sống và sống đời đời. Đó là cái điều mà mở ra chúng ta niềm hy vọng. Cái niềm hy vọng thì ngày hôm nay chúng ta mới ngồi đây, một cái sự động đậy rất nhiều người trong cái niềm tin để rồi hy vọng có ngày chúng ta cũng sẽ được là Chúa ở đâu con cũng ở đây với Chúa để gặp lại những người thân yêu của mình, đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân của mình. Thế thì cái niềm hy vọng đó trở thành cái niềm vui cho người chúng ta. Chúng ta không còn phải khóc lóc nao nao, mà chúng ta sống trong cái niềm vui trong Chúa, trong ơn cứu độ của ngài. Tất cả mọi người chúng ta, đó chúng ta là một cái điều mà chúng ta cần phải luôn bảo cái tin vui này để cho tất cả mọi người. Giống như hai con đẻ heo non trước kẻ nào, mà khi chúng thấy là cái chết của Đức Giêsu, hai con rất là buồn sầu, quay trở về quê, không còn muốn thiết tha gì trong cuộc sống này nữa. Đã khi mà thấy Chúa cũng rách rồi,
thấy Chúa sinh thật sự từ việc bạn hình thiện ấy, để rồi gửi chúng ta đã trong cái niềm vui chúng ta tin vào Chúa và Chúa đã sống lại rồi để bằng cách cho tất cả mọi người chúng ta ngày ở đâu thì tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ ở đây với Ngài, và rồi Ngài như thế nào chúng ta sẽ tin Ngài như vậy. Đó là điều của chúng ta tin và chúng ta sống trong cái niềm vui, đồng thời chúng ta được mời gọi đã quan bóng cái tin này không chỉ là quan niệm mà bằng chính cái hành động của mỗi người chúng ta. Chúng ta tin thì chúng ta phải hành động, mà hành động trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta đang là một cái cử chỉ, một cái hành động đức tin để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta, người đã qua đời. Một cử chỉ đức tin và cái hành động chúng ta đang hành động chúng ta là đem hết cả tâm hồn, cái tổ của mình, cả hồn sự chúng ta để dâng lên Thiên Chúa và lệnh. Đồng thời người chúng ta cũng luôn sống trong niềm hy vọng, hy vọng để bước tới, hy vọng để đi tiếp tục trên cái con đường mà chúng ta mở ngõ người chúng ta, đó là cái con đường khổ nhạc, qua khổ nhạc thì sẽ đến vinh quang, mà cái con đường mà người chúng ta trong toàn bộ phận của mình chắc chắn không dễ dàng chút nào. Các tổ tiên ông bà, những người thân yêu của chúng ta cũng đã trải qua những sự khó khăn đó, trải qua biết bao nhiêu là những khốn khó để mà cho chúng ta ngày chắc chắn chúng ta đừng mở ngõ đi trên cái con đường là khổ nhạc đó, mà ta khổ nhạc sẽ đến vinh quang và vinh quang của người chúng ta trong cái niềm hy vọng đợi chờ, đó là cùng hạnh phúc với Chúa trong nước khổ nhạc, để rồi cái niềm vui sẽ được tràn đầy, sẽ được trọn vẹn, đó là khi chúng ta tất cả mọi người chúng ta được về được hạnh phúc với Chúa, để rồi chúng ta vui vẻ trong nước của Chúa, cái nơi đầy tình yêu, cái nơi đầy sự bình an và đầy sự thật, để qua đó chúng ta sẽ gặp lại tất cả mọi người thân yêu của chúng ta, trong đó có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta. Chớ gì mà thành đệ ngày hôm nay, xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta tiếp tục trong cái nỗi nhớ để mọi người chúng ta trong toàn cái bộ phận của mình, trong toàn cái điều làm thứ tư mà chính Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta, để chúng ta sống và thực hiện một cách tốt đẹp trong đời sống của mình, đồng thời với ơn Chúa để mọi người chúng ta tiếp tục trong niềm hy vọng đi trên cái con đường của Chúa, luôn tin tưởng tuyệt đối Chúa, hy vọng ở nơi Ngài để chúng ta thực hiện một cái điều mà Chúa luôn mong ngóng, để chúng ta loan báo tin mừng và tin vui đã đến cho tất cả mà chúng ta gặp ở đây, để họ có thể nghĩ Chúa là niềm vui, hay Chúa là cùng đích của cuộc đời của chúng ta, cho dù như thế nào đi nữa thì cùng đích của người chúng ta đó là diễn viên nhà thánh Chúa. Chúa ở đâu thì chúng ta sẽ ở đây với Ngài, đó là cái niềm hạnh phúc viên mãn, đó là cái nỗi niềm cũng như đó là cái sự khao khát và tìm kiếm không nơi hiện của một người tin tưởng Chúa.